Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 4, Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi để điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án. Danh tính đối tượng này chưa được công bố. Trước đó, ông DNA ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì phản ánh việc con gái ông tên DTNL, 12 tuổi, đang mang thai. Ông A cho biết, chiều ngày 17 tháng 4, gia đình sẽ đưa bé gái tới bệnh viện để sinh con. Ông A cho biết, ông nhận thấy bụng của con gái to bất thường vào tháng 1, kiểm tra thì bất ngờ, cháu L đã mang thai được 6 tháng. Sau khi dò hỏi, ông được biết cháu L bị hàng xóm cạnh nhà xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai. Ông A đã trình báo sự việc tới cơ quan công an. Liên quan đến vụ việc, theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, bé gái bị xâm hại khi 11 tuổi. Cháu bé cũng đã có sự mô tả lại về hành vi của đối tượng. Hành vi này có hoàn toàn đầy đủ yếu tố cấu thành tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo lời kể của bố cháu bé, thì hàng xóm nhiều lần thực hiện xâm hại con mình. Do đó trước mắt có thể thấy hành vi phạm tội thuộc khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự 2015 với tình tiết định khung là làm nạn nhân có thai và phạm tội 2 lần trở lên, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Tuy nhiên, để biết chính xác đối tượng có phạm tội ở khung cao hơn hay không thì cần chờ kết quả cuối cùng của cơ quan điều tra. Theo luật sư Hùng, sau khi bé gái sinh con xong, việc xét nghiệm để truy bắt, xét xử người phạm tội sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc. Với mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù. Đây là vụ việc thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn. Vì vậy, căn cứ Điều 163, Điều 268 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015, thẩm quyền điều tra thuộc về cơ quan điều tra cấp tỉnh. Cụ thể ở đây là cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội. Luật sư Hùng cũng chia sẻ, tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi được xem là một tội phạm cực kỳ nghiêm trọng và có những hậu quả về tâm lý, vật chất và xã hội rất lớn đối với trẻ em. Đây là một vi phạm đáng lên án và luật pháp nghiêm khắc xử lý nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và hại đến sức khỏe tình dục. Ngày 16 tháng 4, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phan Văn Ti, sinh năm 1975, trú xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, 13 năm tù giam về tội giết người và 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2023, Ti và chị PTMT, sinh năm 1968, trú thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, chung sống với nhau như vợ chồng và bán tạp hóa tại Làng Ghè, xã Ia Đốc, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong thời gian sống chung, giữa Ti và vợ hờ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chiều ngày 18 tháng 9 năm 2023, Ti ngồi uống rượu trước hiên quán tạp hóa thì giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Ti đi vào nhà lấy điện thoại của chị T đập nát. Tối cùng ngày, Ti gọi chị T vào ăn cơm. Vì còn giận nên chị T trả lời không ăn nên cả hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong cơn nóng giận, Ti đứng dậy lấy bì ni lông rót khoảng 1/4 lít xăng từ bình đựng xăng của quán, sau đó mang giấu trên giường ngủ. Thấy chị T đi vào giường ngủ, Ti đi ra mở cửa dắt xe máy của mình đi ra ngoài với ý định đốt xong sẽ đi khỏi nhà. Sau đó, Ti lấy bịch xăng tưới lên vùng lưng chị T, châm lửa đốt rồi đi ra ngoài. Ngọn lửa bốc lên làm cháy áo, tóc và chăn màn, gối nệm, điện thoại. Vụ hỏa hoạn khiến chị T bị tổn hại sức khỏe 11%. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy, sinh năm 1980, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận tiền chạy tại ngoại, chạy án trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Trần Thị Thủy chủ mưu. Để thực hiện lừa đảo, Thủy thông tin với các bị hại bản thân là luật sư dù không có bằng cấp. Tại tỉnh Nghệ An, Thủy xin liên kết với một công ty luật sư làm chức danh giám đốc truyền thông, phó trưởng chi nhánh để tuyên truyền hình ảnh cho các văn phòng luật, nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo. Thủy thông tin tới các nạn nhân có mối quan hệ với lãnh đạo,
cán bộ cơ quan nhà nước, hứa hẹn lo cho bị can bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt, thậm chí là xử phạt hành chính, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin, Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, tham dự các phiên tòa, sự kiện. Sau thời gian theo dõi, ngày 2 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Thủy cùng một số đối tượng đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ 6 thanh niên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 4, Lê Đức Đạt, 17 tuổi, ngụ Phú Hội, huyện Đức Trọng, đi xe máy chở theo Hồ Thanh Hiếu, 17 tuổi, ngụ cùng địa phương, đi từ Liên Nghĩa về Phú Hội theo đường quốc lộ 20. Khi đến khu vực gần Hồ Nam Sơn thì gặp nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên 10 xe máy ngược chiều. Lúc này có khoảng 3-4 xe gắn máy quay đầu đuổi theo Đạt và Hiếu thì Đạt tăng tốc bỏ chạy về đầu hẻm. Sau đó Đạt và Hiếu gọi điện cho Nguyễn Hồng Tâm, 27 tuổi, Trần Hoàng Hiền, 35 tuổi, Trương Nguyễn Duy Tuyên, 22 tuổi và Lê Văn Hiếu, 21 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng, chuẩn bị hung khí tập trung để đi giải quyết mâu thuẫn. Nhóm Lê Đức Đạt về nhà Tâm lấy dao phóng lợn, tuyếp sắt và gạch đá rồi đi bộ ra đầu hẻm. Đúng lúc nhóm thanh niên 20 người từ thị trấn Liên Nghĩa mang theo dao phóng lợn, cây gậy chạy xe đến. Khi vừa gặp nhau, cả hai nhóm vừa sử dụng gạch đá, cây gậy ném về phía đối phương, vừa la hét rượt đuổi, hỗn chiến, gây náo loạn cả khu vực. Sau khi rượt đuổi nhau khoảng 10 phút thì nhóm thanh niên ở thị trấn Liên Nghĩa bỏ chạy. Khoảng 5 phút sau, MDNBL và NAH cùng học lớp 11, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, chở nhau đi học thêm về, ngang qua khu vực vừa xảy ra xô xát. Do nhìn nhầm và nghĩ hai học sinh này là nhóm thanh niên ở Liên Nghĩa quay lại, nên nhóm đối tượng Lê Đức Đạt sử dụng gạch đá, cây gậy, dao phóng lợn ném vào xe của Hát và nhóm bạn đang di chuyển tới. Do xe đang chạy với tốc độ cao và bị ném các hung khí vào xe nên Hát lạc tay lái, va quẹt vào đuôi xe tải đang đậu trên lề đường rồi tông thẳng vào cổng lưới B40 của căn nhà bên đường. Mặc dù ngay sau đó nhóm đối tượng Lê Đức Đạt phát hiện tấn công nhầm người khiến hai học sinh nằm bất động, nhưng nhóm này tiếp tục ngăn chặn người dân xung quanh đưa hai em vào bệnh viện. Hậu quả của hành vi côn đồ nói trên khiến em DNBL bị gãy đôi xương đùi, đứt gót chân, chấn thương vùng mặt, đầu, nội tạng bị dập, hiện đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Còn em NAH bị chấn thương sọ não, hôn mê, gãy xương đùi và nhiều vết thương khác, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Hiện Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 16 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm Đỗ Văn Tạo, sinh năm 1983, trú tại Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Vũ Đức Linh, sinh năm 1983 và Đặng Khánh, sinh năm 1982, cùng trú tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình phát hiện nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin giả, giao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người mua. Khi có người đến mua, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó sẽ lợi dụng sơ hở để bỏ trốn, chiếm đoạt tiền. Công an quận Ba Đình cho biết, với thủ đoạn trên, ngày 21 tháng 2 năm 2024, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của một bị hại số tiền là 6 triệu đồng. Ngày 25 tháng 3 năm 2024, đối tượng Đỗ Văn Tạo còn dùng dao đe dọa lừa đảo chiếm đoạt của bị hại khác một xe máy Honda Way. Theo hồ sơ, Đỗ Văn Tạo đã có 4 tiền án, 3 tiền án về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Vũ Đức Linh đã có 1 tiền án và Đặng Khánh có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Ba Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an quận Ba Đình khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi các loại xe không giấy tờ, không rõ nguồn gốc
để bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, người thực hiện hành vi mua bán, trao đổi các loại xe không giấy tờ, không rõ nguồn gốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù giam. Đồng thời còn có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần, tịch thu toàn bộ tài sản. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!